Ngay sau đây, vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên của chúng ta sẽ tham gia thi đấu ở lượt đấu loại thứ 3, 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Ánh Viên cạnh tranh cùng với kỷ lục gia thế giới người Trung Quốc là Shi Wen. Ánh Viên đã đạt chuẩn A Olympic ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân và đã chắc suất tham dự Olympic Rio vào năm sau. Nhưng mục tiêu của Ánh Viên khi đến với giải bơi vô địch thế giới là tập trung chính vào nội dung 400m hỗn hợp cá nhân. Mục tiêu và cũng là mơ ước của Ánh Viên đó là lọt vào top 8 vận động viên ở nội dung sở trường của mình, tức là giành quyền vào thi đấu chung kết tại giải bơi vô địch thế giới. Shi Wen đang dẫn đầu ở 50m bơi bướm đầu tiên. Thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân là 4 phút 39 giây 65, thành tích mà Ánh Viên đã đạt được tấm huy chương đồng tại ASEAN 2014 ở Incheon. Vào giữa tháng 4 vừa rồi thì Ánh Viên một lần nữa lại đạt được chuẩn A Olympic khi đạt được thành tích là 4 phút 42 giây 60 tại giải bơi Arena Pro Swim Series của Mỹ. Vẫn biết để có thể lọt được vào top 8 vận động viên có thành tích hàng đầu thế giới để thi chung kết diễn ra vào tối nay, nội dung 400m hỗn hợp cá nhân là một điều rất khó. Và Ánh Viên của chúng ta vẫn đang nỗ lực hết sức trên đường đua giành. Lúc này lợi thế đang thuộc về vận động viên của Mỹ. Mia Dirado ở đường bơi số 3. Các vận động viên đang thực hiện kiểu bơi thứ hai là 100m bơi ngửa. Ở bài thi hỗn hợp thì lợi thế của Ánh Viên chính là bơi ngửa và bơi bướm. Dirado vẫn đang dẫn đầu và bỏ xa vận động viên của Australia với khoảng cách là 1 giây 18. Các vận động viên đã chuyển sang kiểu bơi thứ 3 là 100m bơi ếch. Sau khi kết thúc giải bơi vô địch thế giới ở Kazan, Nga thì Ánh Viên tiếp tục ở lại Nga. Nhưng Ánh Viên sẽ di chuyển tới thành phố Moscow để tham dự cúp thế giới từ ngày 11 đến 12 tháng 8. Và sau khi kết thúc cúp thế giới ở Moscow thì Ánh Viên ngày 13 tháng 8 Ánh Viên sẽ di chuyển sang Mỹ. Xin lỗi quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 8 Ánh Viên sẽ di chuyển sang Paris để tham dự cúp thế giới vào ngày 15 hoặc 16 tháng 8, và tới ngày 18 tháng 8 thì Ánh Viên mới quay trở lại Mỹ để tập luyện cùng tham dự giải cúp thế giới series của Liên đoàn bơi thế giới FINA. Với Ánh Viên còn có vận động viên Lê Nguyễn Tôn, vận động viên Việt Kiều mới tham dự giải bơi vô địch thế giới vừa rồi cùng đội tuyển bơi quốc gia Việt Nam chúng ta. Các vận động viên đã kết thúc 3 kiểu bơi ở bài thi hỗn hợp và lúc này thì lợi thế dẫn đầu lại đang thuộc về vận động viên của Anh, Hannah Milley ở đường bơi số 4. Nếu như Ánh Viên và Lê Nguyễn Tôn tiếp tục ở lại Nga thi đấu giải cúp thế giới thì các vận động viên Hoàng Phú Phước, Lâm Quang Nhật và Trần Duy Khôi sẽ trở về nước vào ngày 11 tháng 8. Hoàng Phú Phước sẽ về Đà Nẵng đến ngày 22 tháng 8 thì trở lại Nhật tập luyện. Và vận động viên Lâm Quang Nhật cũng như Trần Duy Khôi sẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh và tập luyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Quý Phước sẽ về Đà Nẵng để làm lại thủ tục visa và sẽ đi tập huấn ở Nhật cho tới hết năm 2015 này. Các vận động viên sắp hoàn thành xong
phần thi của mình là 400m hỗn hợp cá nhân. Vận động viên của chúng ta vẫn đang nỗ lực, chiến thắng thuộc về vận động viên của Anh. Hai vận động viên bằng thành tích nhau là Dirado và Mini. Ánh Viên về đích ở vị trí thứ 5. Một sự nỗ lực tuyệt vời của Ánh Viên. Chúng ta chờ xem thành tích của Ánh Viên là bao nhiêu. Ánh Viên không bị áp lực khi cải thiện thành tích để đạt chuẩn tham dự Olympic vì Ánh Viên đã đạt được chuẩn A rồi. Nhưng chúng ta xem liệu Ánh Viên có đạt thành tích tốt để có thể lọt vào trong top 8 vận động viên có thành tích tốt nhất thi đấu chung kết vào tối nay hay không. Vẫn còn một lượt thi đấu loại nữa, còn 10 vận động viên tranh tài nữa, chúng ta mới biết được vị trí của Ánh Viên ở đâu. Nội dung 400m hỗn hợp cá nhân, thành tích của Ánh Viên là 4:38.78. Đây là thành tích tốt nhất của Ánh Viên từ trước tới nay ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân.